Hello anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh máy nông nghiệp Lê Quân anh em ơi. Tiếp tục cập nhật kho máy anh em nè. Nên lên cho anh em một em gấu béo nha. Gấu béo rồi khá là cao anh em. Cuối 2019 nha anh em. Con này thì nhập Thái chính hãng luôn nha. Con này kèm theo ba món cày khoai ủi luôn. Dành cho anh em là thích máy lớn nè. Dòng này thì 60 mã lực có turbo tăng áp nha. Anh em mình mua về đi cày đi kéo, đặc biệt là đi kéo mốc là cực kỳ hợp lý luôn. Đó, con này là bản Thái Lan nha anh em. Anh em mình có nhu cầu quan tâm thì theo dõi hết video nha. Em thì em nói đây nha, M600 su, con này su bản Thái chính hãng luôn, 1747 ha. Con này thì về là kèm theo ba món cày phay ủi, cày em nói là 7 chảo, phay là 1m2 nha, dàn phay 2m2, dàn cày 7 chảo, kèm theo ủi đầu có mặt nạ luôn ha. Đó thì anh em mình có quan tâm thì liên hệ em, con này đời khá là cao, cuối 2019 nha anh em ha. Bây giờ mình vô chi tiết em nói, đầu tiên là cabo ha, đặt trước mắt anh em là cái cabo. Cabo thì còn khá là đẹp ha, temper đồ còn đầy đủ nữa anh em, này chày nè. Do chắc cho này do vận chuyển nè ha. Trên đây thì nó có dán keo một phần đây là để dầu chày nè. Thì tổng thể đồng sơn, nói chung đồng sơn thì bên em sẽ bao cho anh em hoàn toàn miễn phí. Đồng sơn tức nghĩa là sao? Tức nghĩa là sơn phết ha, làm đồng mấy cái nào chày chụa đâu. Thì nói chung thì nó sẽ làm đồng và sơn phết hoàn toàn miễn phí cho anh em ha. Con này về đồ vỏ đầu 9522 em mới vừa thay cặp vỏ mới ha. Mấy con mà có ủi hoặc xúc lật thì đa số vỏ đầu nó hơi mòn anh em. Vỏ đầu mòn thì em sẽ thay anh em cặp vỏ mới ha. Đây con này thay sẵn luôn rồi. Đây phần mâm là mâm zin nha anh em. Đây mâm zin nè, cốt lòi luôn nè ha, 2019 anh em. Con này rất là ok nha. Đó, thì anh em mình có nhu cầu quan tâm thì hú em. Đây mâm còn khá là ok ha. Đó, về mâm sau, mâm sau em nói đi là 16928 Otani ha, gai lì. Anh em biết á, thì vỏ gai lì thì bao giờ cái kể cả 50 và 60 thì cái gai nó không bao giờ nó cao, chứ nó dạng gai ngang nha anh em, thì nó bám đất rất là tốt. Anh em đi cày khô hoặc là anh em đi kéo nó rất là tốt ha. Còn người đổi là đi sới thì anh em nên xài vỏ gai cao, thì cái này thì có thể luân phiên đổi cho anh em được. Ví dụ như anh em thích gai cao thì anh em có vỏ gai cao ha. Còn này thì nguyên bản của nó 16928 Otani gai lì ha. Bên trong về còn khá đẹp anh em. Đây cái phone này là nó bị dên hay là do vận chuyển nè ha. Đây bên trong về còn khá đẹp, thì cái dè cũng còn nguyên bản nguyên si luôn ha, từ dưới nóc gùi nguyên bản nè lên tới trên luôn. Thì ở bển nó không có chạy bánh lồng cho nên không bao giờ có vụ máy Thái mà nó bị đứt dẻ cho anh em, chỉ có máy Việt Nam mình mới bị thôi ha. Tem phên nào cũng còn đầy đủ luôn, ghế là ghế da gin nha anh em, bị gách nhẹ bên đây thôi. Cái này thì phiên anh em nên giữ lại, da này rất là tốt anh em ha. Còn nếu anh em thích mới thích lợp thì em lợp cho anh em, thì nếu mình lợp lại thì nó sẽ mất cái chữ Kuta này ha, da gin nó mới có chữ Kuta đó. Cây thắng cần thắng đâu còn ok nè ha anh em, bơm thể lực là nguyên bản nha, bơm gin nha, in da banh luôn nè ha. Hồi tối thì quay trong biên thành nên thấy không ha. Đó thì anh em mình có nhu cầu quan tâm thì hú em, con này đời khá là cao, 2019 ha, xe còn khá là liền. Đó, liên tục cập nhật cho anh em ha. Thì chút xíu nữa mình mở động cơ cho anh em coi. Đây mở động cơ đi, thì về phía cabo nó bật bên đây nha anh em. Đây bật nhẹ lên thôi anh em, nhìn từ cổ bô nè, cổ bô ra nè, thì dòng này có turbo tăng áp nha. Động cơ 2.4 lít có turbo thì nó lên tới 60 mã lực ha, công suất làm việc thì khoảng 59 hp ha. Đây cái cổ bô của anh nó nè anh em, đây rất là đẹp luôn. Thì máy che nè anh em, máy che đời cao là bằng mũ nha. Đây rất là nét ha. Con này thì nguyên bản nguyên si, số má cũng vậy luôn. Đây cái nồi con nè anh em, còn rất là đẹp ha. Đây con em nói đây, nguyên bản chưa trẻ luôn nha. Đây mấy cái cần thắng nè anh em, còn rất cần cần con nè, còn rất là ok luôn ha. Đó về phía bên số nè ha, thì cái này nó chạy nó do để cặt đăng nè anh em, thì cặt đăng nó chạy nè. Xong xuôi cái đó em bắt em sơn lại hoàn toàn miễn phí cho anh em ha. Thì máy Thái thì nó sẽ có miếng thùng để gác chân nè, máy Việt Nam không có đâu ha. Đây cái này công dên này thì em sẽ đồng sơn hoàn toàn miễn phí, em làm lại sạch sẽ đẹp đẽ luôn ha. Đó thì cho thợ nó sẽ làm lại đó hoàn toàn miễn phí nha. Đó thì con này về cơ bản thì rất là ok ha, động cơ số đâu còn rất là ok đâu. Hộp số của em nó là nguyên zin nha anh em, không biết tối anh em thấy không, để chút xíu em bật cái đèn lát lên ha, số là bao với anh em là nguyên zin nha. Cái thằng con số nó còn luôn nè mà nó hơi tối xíu. Đây em mới vừa bật cái đèn lát lên nè anh em thấy không, đây lần con số của em nó là còn nguyên nha, đây em nên thấy không ha. Đó ở phía dưới nè anh em, không có xét nha, máy Thái thì nó chạy khô chủ yếu thôi, có ủi chạy khô chủ yếu thôi. Đó không có xét nha, xe còn rất là ok luôn. Đó thì anh em mình có nhu cầu quan tâm thì hú em ha. Con này thì động cơ, để em lên em tách động cơ cho anh em coi. Động cơ là em bao cho anh em ha, bao hơi cho anh em. Đặc biệt á 60 ha, anh em phải trả số 124 anh em, anh em phải trả về giữa vậy nè, anh em đề mới chạy. Còn nếu mà anh em kéo vậy là nó bị dính gờ le là anh em không bao giờ anh em đề chạy nè, anh em thử không? Không chạy nha. Anh em trả số lại ha. Thì cái này dành cho anh em nào chưa biết thôi. Đó. Bơm thể lực còn rất là ok luôn. Bơm 60 nó rất là bền anh em, quay nó im ru luôn nè ha. Đây, đó em đang quay luôn nè. Rất là ok ha. Động cơ còn rất là tốt nha anh em ha.
một nghìn mấy trăm giờ ha, con này rất là ok luôn ha, gần hết dầu rồi, em tắt nghe nè. Rồi để em test cái động cơ dưới đây cho anh em coi cái tắt đây ha. Động cơ là nguyên bản bên chi bao hơi cho anh em nha. Đây anh em thấy không đây, ha, rất là ok luôn. Em đang quay đèn lát luôn anh em đó ha. Rồi anh em mình có nhu cầu quan tâm thì liên hệ em ha, con này còn cực kỳ nét luôn, 2019 đời cao, xe này còn rất là liền xe ha. Đó thì anh em mình có nhu cầu quan tâm thì hú em M60 xu. Con này nếu mà anh em lấy combo 3 món cày phay ủi thì trên 300 ha, riêng cái đầu máy thôi nó cũng đã trên 300 rồi, tại vì con này đời cao mà anh em, đời 2019 nha, mà được cái đẹp nữa, động cơ số má nó rất là chuẩn luôn thì nó sẽ trên 300 xíu ha. Còn mỗi món phụ kiện thì nó trên là khoảng mười mấy triệu ha, mười mấy đến 20. Đó anh em mình có nhu cầu quan tâm thì nhấc máy gọi nhẹ cho em cái nha, 0365745782 hoặc 0333331649 ha. Đó thì anh em mình có quan tâm thì hữu em, con này hơi hám khối đầu cột khối đâu còn rất là ok ha. Đây sao đùi của em nó đây, đời này thì chỉ có một số xới thôi nha anh em, đùi phên rồi còn nguyên bản nguyên si hết trơn nè anh em. Đây đó rất là ok luôn ha, đời này chỉ một, rồi thì cái đời này chỉ một số phay thôi nha ha, Thái Lan đời này chỉ một số phay thôi. Đó thì anh em mình có nhu cầu quan tâm thì liên hệ em, nhìn cái vỏ sau nè, độ bám đường nó rất là tốt luôn nha, gai về là tương đối nha, tại vì cái vỏ Otani mới á, nếu mà anh em nhìn thấy rồi gai nó cũng không có cao đâu, thì để hôm nào em sẽ quay cái vỏ Otani mới cho anh em coi ha. Đây con này thì vỏ Otani ở sau là 16-28 ha, rất là ok, vỏ đầu 9-25 nay mới vừa lên vỏ mới. Đó thì anh em mình có nhu cầu quan tâm hiểu em, con này rất là chuẩn nha anh em ha, số cũng cực kỳ khá là im ha. Rồi anh em mình có nhu cầu quan tâm thì nhấc máy gọi hay số điện thoại cho em, riêng cái đầu máy thôi thì nó trên 300 nhỏ xíu, còn mỗi phụ kiện thì anh em cộng vào từ mười mấy đến 20 ha. Cày phay ủi, cày thì cày 7 chảo HD, phay là phay KRX 22 ha, 60 thì nó dàn cày phay, dàn cày lớn và dàn phay lớn luôn. Đó thì anh em mình sao gần nhu cầu quan tâm thì liên hệ, bao ship tới anh em toàn quốc ha, riêng anh em miền Tây sẽ bớt chút xíu, tại vì cái vận chuyển miền Tây thì lúc nào bây giờ nó cũng rẻ hơn so với anh em miền Trung và miền Bắc. Đó thì anh em mình có nhu cầu quan tâm thì liên hệ sớm với em, M60 Su Thái 2019, xe còn chuẩn chỉ 3 nút luôn ha. Rồi anh em mình có nhu cầu nhấc máy gọi em nha, chúc anh em buổi chiều nhiều sức khỏe nha, cảm ơn em đã quan tâm.